Hello tất cả quý anh chị em rất là thân mến. Bây giờ em lên cho anh chị em mình xem một cái lồng họa mi. Lồng này thì của ông anh hôm bữa ông đặt lâu rồi. Nói chung là hồi xưa ông đặt giá nó khoảng chừng 4 triệu mấy á. 4 triệu mấy cái lồng này nè. Lồng này thì rất là đặc biệt nha. Người ta được làm bằng tay, chạm coi như là mắt trúc, chạm mắt trúc mắt tre gì á. Đó, đây nè anh chị em nè. Từ ở trên cái bộ treo nè. Rồi các cái vành lồng nè. Đó, các cái vành lồng. Rồi nan lồng là mỗi nan mỗi mắt. Rồi, cửa nè, vành nè, anh chị em thấy không? Đó, những cái vành lồng người ta đều chạm bằng cái kiểu nghệ thuật là coi như là kiểu nghệ thuật mắt trúc nha. Mắt trúc hay là mắt tre vậy đó. Lồng rất là đẹp luôn anh chị em ạ. Lên nước rất là đẹp. Đó, cửa cũng vậy luôn nha. Nói chung là full, cái này người ta gọi là chạm full cái kiểu mà mắt trúc luôn nè. Thậm chí là cái bàn đá nè. Rồi cái học phân nè. Đó, người ta cũng chạm. Chạm mắt trúc và mắt tre luôn. Lồng này lên nước rất là đẹp luôn nha. Chưa có bị gãy cái gì hết nha. Rất là đẹp luôn. Đó. Coi cửa kiếm nè. Lồng này là hai cửa nha anh chị em nha. Thì nó gồm có một cái kiếm như này. Và cái cửa ở trong. Đó gọi là lồng hai cửa. Còn thường là lồng ngoài Hà Nội là nó sẽ có ba cửa. Là có một cái cửa bảo vệ nữa cơ. Đó, nhưng mà cái này thì không có. Người ta đặt chỉ có hai cửa thôi ha. Đó, lồng anh chị em thấy không? Lồng này giống như là người ta treo gác bếp vậy đó. Lồng rất là đẹp luôn. Nó rất là xịn sò. Nổi cái móc này thôi nè anh chị em nè. Cái móc này không á. Giá cũng phải trăm mấy tới 200k một cái móc như thế này. Nó móc inox mà phải nói là rất là dày luôn. Rất là dày và rất là to. Cái lồng này anh chị em cầm phải nói là rất là chắc tay luôn. Chắc tay lắm. Đó. Lồng rất là đẹp luôn nha anh chị em nha. Lồng này ông đặt thì em cũng nhắc lại. Lồng này hồi xưa ông đặt cũng 4 triệu mấy á. Em không... không nhớ rõ, không nhớ kỹ là bao nhiêu đó, nhưng mà lồng thì anh chị em thẩm nè đó. Từng từng cái vành lồng rồi từng cái đó, anh chị em thấy những cái vành lồng không đó, người ta chạm coi như là mắt trúc rồi mắt trúc mắt tre rồi các kiểu nè đó. Đây là bộ treo nè đó, đây là cái bộ treo nha đó. Lồng rất là đẹp anh chị em à, còn nguyên nha, còn nguyên zin luôn, bợ cầu bợ cổng còn nguyên luôn nè đó, bợ cầu nè, đây bợ cầu nè đó. Rồi, đây là bờ cống nè. Đó, lên nước rất là đẹp nha anh chị em nha. Cái lồng này mà anh chị em chịu khó về lấy xà bông chà rửa sạch sẽ đi, sau đó là quét cái dầu máy may vô giùm em. Lên nước rất là đẹp nha. Đó. Đó thì cái lồng này em để lại cho anh chị em mình coi như là chỉ chưa được nửa giá nữa nha anh chị em nha. Để cho anh chị em mình giá chỉ có một củ 8 thôi nha. Lồng này thì đang nuôi nhốt bình thường không có vấn đề gì hết nha anh chị em nha. Đó. Tất cả tre, tất cả nan đó đều rất là đẹp ha. Đẹp lắm, lồng này lấy được cái lồng này phải nói là rất tuyệt vời anh chị em à. Có anh chị em nào mà nuôi chim hót cũng rất là ok, hoặc là nuôi họa mi chiến, họa mi chọi nữa. Có lồng này rất đẹp anh chị em à. Đẹp lắm. Đáy là đáy gỗ nha anh chị em nha. Cái sàn này gọi người ta gọi là sàn gỗ nè đó. Anh chị em thấy cái học phân không đó? Kể cả cái học phân thôi là người ta cũng chạm theo cái phong cách coi như là mắt tre, mắt trúc kìa. Cái này giống như cái lồng này người ta gọi là lồng cái tre trăm đốt vậy, cái này không biết là bao nhiêu đốt tre nữa. Cả trăm cả ngàn cái đốt tre nè anh chị em đó, từ cái chân lồng mà rồi cái đai này, đó cái thùng cái đai đó được chạm coi như là từng cái mắt một, mà cái này là người ta chạm bằng tay nha anh chị em nhé, người ta ngồi người ta làm bằng tay nha, cái lồng này được làm bằng tay chứ không phải chạy CNC mà được như thế này nha, đó người ta ngồi người ta gọt giũa từng cái một đó. Rồi chút xíu em sẽ quay cho anh chị em mình xem một mớ chim chích chòe lửa đuôi dài, chim ở bên Đắk Nông nha anh chị em nha. À, trời hôm nay rất là ngộ mọi người, 5 giờ sáng mà cứ như là 6-7 giờ tối rồi, trời tối thui rồi. Thì hiện tại là em mới lấy được là 2, 4, 5 thùng chim chích chòe lửa, chim ở bên Đắk Nông nha mọi người nha. Chim bên Đắk Nông. Một xe ôm giờ này ông còn đang nằm ngủ hả? Rồi, để chạy về nhà rồi ra chim cho anh chị em mình xem nha. Rồi bây giờ em sẽ quay cho anh chị em mình xem bốn con chim chích chòe lửa đuôi 18 và hơn 18 trước nha. Đó, thì em cũng nói sơ, hàng này là hàng ở bên Đắk Nông đó. Nhiều ông mình ghi cái tiêu đề, nguyên cái tiêu đề coi như là chòe lửa Đắk Nông đuôi dài. Vậy mà ổng còn hỏi là mình là chim vùng nào, trời em cũng lạy. Rồi bây giờ em sẽ quay cho anh chị em mình xem một cái con chim chích chòe lửa đuôi 18.4 chim mét mùa này, cánh bạc nha anh chị em nha. Con này giá là 500 cành.
500 cành nha anh chị em nha, đuôi 18-4 đó, cánh bạc đây nè, mép mùa này nha anh chị em nha, đó chưa thải lòng đó, anh chị em về mà chăm tốt thì nó sẽ mùa sau nha. Nói chung á, là mình nuôi tốt, ví dụ như là cào cào trứng kiến dế rồi này nọ đó, mồi tươi bơm mồi tươi cho nó nhiều vô đó, mùa sau sẽ ra dài hơn nha. Và dài bao nhiêu thì cái đó thì phụ thuộc vô cái cách nuôi, chứ còn mà hỏi em là mùa này nuôi 18.4 chim mép mà mùa sau nuôi nó ra được bao nhiêu thì thật sự ra mà nói thì em không có rõ nha anh chị em nha. Đó thì con này chỉ có 500 cành thôi, mắt móng mỏ tay chanh là đầy đủ, chưa qua cám nha. Rồi, chim mới 7 về chưa qua cám. Và cái thứ hai nữa là những cái con tre lửa này nè, thường là em không có gửi đi ra ngoài miền Bắc được, ví dụ như là từ Đà Nẵng đổ vô trong miền Nam thôi nha, chứ còn mà ra từ ngoài Nẵng mà đổ ra là em không có gửi đi được, do là chim mới 7 về chưa ăn cám, gửi đi xa thì mình không có đảm bảo được nha. Đó đi dạng như 2 ngày đồ này nọ đó là không có đảm bảo được. Rồi con này là bao nhiêu đây, rồi lấy nét lại rồi, 18.3 đẹp ha, chuồng số 2 18.3 đẹp đó, 350 cành, mắt móng mỏ tay chân là đầy đủ nha, đó rất là xiên tạch luôn đây. Đó, rất là đẹp nha anh em nha. Con này chuồng số 2 nha, đó mắt móng mỏ tay chân là đầy đủ, đuôi là 18.3, đuôi đẹp đó, 350k chuồng số 2. Rồi qua này chuồng số 3, chuồng số 3 này 18.7 nha anh em nha, 18.7 đó, cánh sẻ rất là đẹp ha, đó, đuôi bên cánh sẻ các kiểu con đà điểu đó. Con này thì 450 cành đấy đó, đuôi bạn to đẹp ha. Con này chuồng số 3 nha anh chị em nha, 18.7, 450 calo nha anh chị em nha. Rồi đó, có rất là nhiều anh trai giống như ngày hôm qua cũng vậy, ngày hôm qua ngày hôm kia cũng vậy. Thành ơi có gửi về Cần Thơ không? Có. Thành ơi có gửi về Đà Lạt không? Có. Rồi, tới hồi mình kêu là anh ơi, anh chuyển khoản giúp em. Ủa im ru luôn, đợi xíu để mình coi rồi có gì mình liên hệ lại. Ui, ui là trời. Rồi con này là chuồng số 4, 18.4 đó, 400k, con này đẹp luôn nha anh chị em nha. Đó, thì bữa nay về được coi như là 4 con chim chích chà lửa đuôi từ 18.7 trở xuống 18.3 đó, có 4 con nha. Chim này là giá rẻ thôi đó, chứ còn bây giờ em sẽ quay hàng coi như là giá coi như là cũng hơi cao cao nè. Rồi bây giờ em sẽ quay cho anh chị em mình xem toàn bộ 10 con chim chích chè lửa đuôi dài, phải nói là rất là đẹp luôn nha anh chị em nha. Đây cái trước tiên đó là cái con này là cái con chuồng số 21, đuôi 21, bạn đuôi lớn nha anh chị em nha. Đây đó, bạn đuôi lớn, đuôi hơi tôm nhẹ, mắt móng mỏ tay chân đầy đủ không bị lỗi nha. Chuồng 21 đó, một củ 6 nha anh chị em nha, một củ 6 nha. Đó chuồng 21 này em ghi rất là rõ đây nè anh chị em nè. Đó, để em lấy nét lại đó, thấy chưa, lấy nét lại rồi, chuồng 21 bạn đuôi lớn nè, đó một củ 6 nha, đuôi 21 đây, mắt móng mỏ tay chân đầy đủ không lỗi nha. Rồi, rồi đó là con đầu tiên. Qua bên này con số 2, con này là chuồng 22 đuôi 21 tôm lụa nha anh chị em nha. Con này rất là đẹp xiên tạch nhưng mà nó bị thiếu mấy cọng lông đuôi bợ nha anh chị em nha. Đó rồi, con này thì nó cao hơn cái con này tí xíu, do là đuôi con này là đuôi tôm lụa đó cho nên nó sẽ cao hơn tí xíu. Con này là một củ 7 nha anh chị em nha, một củ 7 đó, rất xiên tạch đuôi tôm lụa nha. Con này chuồng 22 đây nè, em ghi rất là rõ đây nè anh chị em nè. Đó anh chị em nào mà có nghe không có rõ, nhiều khi em quay cái clip xong em cái em up lên 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 YouTube á, mà bên YouTube người ta lốt chưa kịp á, là nó chưa có tiếng đó, anh chị em chịu khó thoát ra vô lại, hoặc là anh chị em có thể nhìn ở đây ha. Đó em ghi rất là rõ nè, chuồng nè, trên này là số chuồng nè, đây chiều dài của đuôi nè, cái tướng nè, tôm lụa nè. Đó đây một củ 7 chuồng 22, rồi qua này chuồng 23, chuồng 23 này là đuôi 20 tôm nhẹ nha anh chị em nha. Xíu nữa chưa gài cái này luôn nè. Đó con này đẹp nha, con này một củ 2 nha anh chị em nha, một củ 2 đuôi 20 tôm nhẹ đó, giá là một củ 2 chuồng 23 nha, chuồng 23 đó, tướng dài cánh dài, một củ 2 chuồng 23. Rồi qua này chuồng 24, 24 là 19.7 rất là mini đó, hơi tôm nhẹ ha. Con này 800 cành đó, 19.7 nha anh chị em nha. Đó, chỉ có 800 cành thôi, tướng rất là mini luôn nha. Đây tướng rất là mini, 800 cành chuồng 24 nha.
Đó, chuồng số 24 nè. 800 cặp. Rồi qua này chuồng 25. 25 này là đuôi 19.8, đuôi tôm nhẹ nha anh chị em nha. 19.8 tôm nhẹ chim mép mùa này cánh bạc nha. Đó, con này thì giá nó cao hơn. Đó, đuôi đẹp luôn. Con này thì 900 cành. Đó. Con 24 là 800 cành, con 25 là 900 cành. Nhớ giùm em nha. Đây nè, 19.8 nè, đó, tôm nhẹ nè. Anh chị em thấy không? Đẹp lắm, con này đẹp lắm nha, tướng mini, đuôi bản đuôi cũng tương đối to, cánh bạc nè. Đó, tôm nhẹ rất đẹp nha. Đó, 900 cành nha, chuồng 25. Rồi qua này chuồng 26. Chuồng 26 là đuôi 19 mini, rất là mini luôn, đuôi 19 nha. Rất là mini, cũng hơi tôm nhẹ, con này thì 700 cành nha anh chị em nha. Đó, chuồng 26 700 cành. Đuôi 19 mini tôm nhẹ 700 cành. Rồi qua bên này. Con này để cho anh chị mình rẻ thôi nha. Con này đuôi 19.7 nè. 19.7 nhưng mà đuôi lông đuôi của nó hơi cũ tí xíu ha, nó hơi cũ cũ lông đuôi nè. Anh chị em thấy không? Để em zoom lớn lên cho anh chị em mình. À, để em khóa cái ánh sáng lại em mới zoom lên được. Đó, tướng rất là mini ha. Đó, tướng rất là mini. Đó, con này để cho anh chị em mình bằng giá nó nhảy vô tắm nó ướt nhẹp luôn nè, đen thui luôn. Đó, con này để cho anh chị em mình 700 cành thôi nha, đuôi 19.7 đó, nhưng mà lông đuôi nó hơi cũ nha anh chị em nha, không biết làm sao em zoom lớn lên cho anh chị em mình xem được. Đây đó, tướng rất là mini, chân em xem qua chân trắng móng ngà nha, đó anh như chết đói luôn. Đó, chuồng 27 700 cành nha anh chị em nha, đó tướng mini cánh dài rất là đẹp. Rồi qua bên này chuồng 27 là 700 nha. Rồi con này là chuồng 28. 28 thì con này là đuôi 19.5 nhưng mà nó bị so le xíu nha, nó bị mẻ cái ngọn đuôi anh chị em thấy không? Đó, đuôi nó mùa này nó hơi cũ cũ đuôi đó, thì nó mẻ một bên rồi. Đó, để cho anh chị em mình coi như là 650 cành nha. Chuồng 28 đây nè. Đó, 650 cành nha, đây nè. Đó. Ủa sao nó không lấy nét ta, điện thoại kỳ ta. À đó, bây giờ được rồi nè. Đó, 19.5 nè, mini nè, so le nhẹ nè, em ghi đây so le nhẹ là 650 cành nha. Rồi qua này. Con này là đuôi 20 mini đẹp. Đó. 20 mini đẹp. Con này thì em để cho anh chị em mình một củ mốt thôi nha. Một củ 100 cành. Đó. Tướng đẹp nha, một củ 100 cành nha anh chị em nha. Đó, đuôi nè. Đuôi là tướng nè, anh chị em thấy không? Xiên tạch không? Đó, lên xuống là tạch, lên xuống là tạch. Đó là chuồng 29, rồi qua này chuồng 30 nè. Chuồng 30 này là đuôi 204 nha. 204 xiên tạch. Đó, toàn bộ coi như là tướng mini, con nào con đó y như em không à. Mini y như em. Đó, giống như cái câu chuyện mà em hay thưa với mấy anh chị em mình là coi như là nhân sao vật vậy. Đó. Con này một củ 100 cành luôn nha. Chuồng 30 204 xiên tạch đó, xiên tạch. Đó. Một củ 100 cành. Đó. Con này con 30 đó, thì hôm nay em quay cho anh chị em mình xem 10 tổng cộng là 14 con chim chè lửa đuôi dài và một cái lồng lồng họa mi, lồng đặc nha. Đó, cái lồng đó là lồng cây tre chăm đốt, em cũng chẳng biết là cái lồng nó gọi kiểu gì nhưng mà lồng nó gọi là lồng cây tre chăm đốt nha. Đó, lồng đặc rất là đẹp luôn. Rồi. Chương trình truyền hình đến đây là kết thúc rồi. Bye bye và chúc tất cả quý anh chị em một cái ngày mới thật là nhiều sức khỏe cũng như là niềm vui trong cái ngày mới. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở cái clip tiếp theo nha.